Mình là Trần Ngọc Thiên Phúc, mình là sinh viên khóa K16 của ngành Trung Quốc học. Một vở kịch, vở vũ kịch. Mình không thể nói tên, mình cũng không thể tiết lộ nội dung, nhưng mà chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn một cái tiết mục rất là đặc sắc. Có một cái hình tượng là hình tượng cục đá đi, thì nhưng mà tụi mình không biết tìm cái gì để có thể làm ra cục đá đó, và cuối cùng tụi mình quyết định là lấy cái chuồng gà để làm luôn.